Cuộc thi ăn khỏe. Ngày xưa, ở vùng đất của các vị thần Asgard, thần tối cao Odin có một người con trai tên gọi là Thor. Chàng có một sức mạnh vô địch với cây búa, có thể tạo ra sấm sét, khiến mọi kẻ thù đều sợ hãi. Chàng cùng người anh nuôi Loki ma mảnh và cậu bé người hầu Thi-phi đi ngao du khắp chốn. Nhìn kìa Thor, đằng trước có một ngôi nhà, chúng ta đến đó xem sao đi. Ở đây âm u quá à. Ê, có ta ở đây thì ngươi còn sợ gì nữa chứ? Chỉ cần nghe tên Thor là ai cũng khiếp sợ rồi. Nguy rồi, hình như có người khổng lồ ở đây. Tên kia, ngươi là ai mà đi ồn ào thế chứ? Tôi là Skimir, người khổng lồ ở xứ Ötga. Còn ngươi là ai? Ta là Thor, vị thần bách chiến bách thắng. Chính ta đã từng đánh bại những tên khổng lồ băng to lớn chẳng kém gì ngươi. Hóa ra là thần sấm Thor. Ngài làm gì ở đây vậy? À, ta và vài người bạn đang trên đường thăm thú cảnh vật thì lại gặp đồ phá đám nhà ngươi. Vậy thì tôi xin lỗi. Chúc các vị có chuyến đi vui vẻ. Nhưng đừng bước chân tới xứ sở Ötga nha. Ở đó chỉ toàn những người khổng lồ hơn cả tôi, và họ không chịu sự kiêu ngạo của những người có vóc dáng nhỏ bé đâu. Người nói lại càng làm ta muốn đến đó hơn. Để xem chúng thế nào. Chỉ với cây búa này thôi, ta đã có thể san bằng cả thành phố của chúng rồi. Đây chính là Ötga sao? Ta chính là thần Thor. Ta đến đây để so tài với các ngươi đi. So tài ư? Được thôi, nếu đó là mong muốn của những vị khách phương xa. Loki, anh là người nhiều mưu kế nhất trong số chúng ta. Anh hãy so tài trong trận đầu tiên đi. Chuyện này dễ ẹt. Chúng ta sẽ thách chúng thì ăn nhanh. Tôi chỉ ăn thịt bỏ xương. Còn bọn khổng lồ thô kệch này chắc chắn sẽ chẳng tính đến điều đó đâu. Chúng tôi muốn thi ăn nhanh. Và tôi, Loki, sẽ là người đại diện. Mời các vị cử ra một người để thách đấu. Ai đến giữa máng trước thì người đó thắng. Thế này thì ngươi thua chắc rồi. Trời ơi, hắn ta bên này tên kia thua chắc rồi. Người khổng lồ Loki của Ötga chiến thắng. Loki, quả thật tên đó ăn nhanh hơn ngài rất nhiều. Các ngươi cậy có cái miệng to lớn và thân hình khổng lồ mà ăn nhanh hơn, phần thi này không tính. Để xem các ngươi có dám thi chạy với người của ta không. Nếu ngài đã muốn thi chạy thì chúng tôi rất sẵn sàng. Thì Phi, ngươi nổi tiếng là kẻ chạy nhanh hơn bất cứ vị thần nào. Hãy cho chúng mở mang tầm mắt đi. Ngài cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ khiến chúng phải nếm mùi thất bại. Loki chiến thắng! Loki chiến thắng! Trời ơi, hắn là cái thứ gì vậy? Chào anh bạn. Tôi chịu thua rồi. Thế nào thần sấm, ngài đã chịu nhận thua chưa? Thôi, chúng ta không thể nhanh hơn họ được đâu. Ta không bao giờ thua. Và ta không tin con trai của vị thần Odin tối cao lại thua người khổng lồ các ngươi. Còn trò gì thì ngươi cứ bày ra đi. Đích thần ta sẽ thi đấu. Đây chính là chiếc tù và đựng rượu. Nếu ngài uống hết trong 3 hơi, ngài sẽ là người khỏe nhất ở đây. Tưởng gì, thứ này thì ta chỉ cần một hơi là đủ. Trời ơi, rượu trong tù và vẫn còn nguyên. Các người nhận thua bây giờ luôn đi, cho đỡ mất thời gian. Cho ta thi đấu vật đi, ta sẽ cho các người mở mang tầm mắt. Để tôi gọi vua già Eli đỏ sức với ngài vậy.
đấu vật với vua già Eli ư? Ta đường đường là thần sấm mà các ngươi lại cho một bà già ra đấu, thật coi thường ta quá lắm. Đừng vội vàng như vậy, ngài chỉ cần làm ta di chuyển thì ngài sẽ thắng. Được lắm. Sao một bà cụ nhỏ bé lại có sức mạnh đến nhường này? Đấy là sức mạnh nổi tiếng của thần sấm sao? Hóa ra chỉ có thế. Thế nào thần sấm, ngài đã nhận thua chưa? Điều khiến tôi buồn nhất không phải là mình đã thua cuộc, mà là từ đây mọi người sẽ nghĩ tôi là một kẻ khoác lác bất tài. Ngài và các bạn của ngài đều là những người có sức mạnh vô song, nhưng dù có sức mạnh thế nào thì chúng ta cũng không thể chiến thắng được tự nhiên. Người nói vậy nghĩa là thế nào? Thần Loki ăn rất nhanh, nhưng không bao giờ có thể nhanh bằng Loki thần lửa. Thiệp Phi chạy rất nhanh, nhưng không bao giờ có thể nhanh bằng Hugi thần ý nghĩa. Còn ngài, ngài cũng không thể uống hết rượu trong cái tù và, vì đáy của nó thông với đại dương. Và cả bà vú già Eli nữa, không một ai có thể chống lại thần tuổi già. Đúng là chiến thắng mấy lâu nay của ta cũng chưa là gì trong vũ trụ rộng lớn và kỳ bí. Ngoài những vật quý mang đến sức mạnh vô song, ta vẫn còn thiếu sự cẩn trọng và khiêm nhường trước đối thủ. Thương vụ kết hôn. Cháu chào bác, cháu về ạ. Để anh đưa em về nha. Ừ, thế con đưa con bé về sớm, xong rồi đưa mẹ sang nhà dì nha. Dì hẹn 9 giờ mà giờ 10 giờ rồi đó, chắc cả nhà dì đang đợi mẹ đó con. Thôi, anh đưa mẹ sang nhà dì đi, em tự về được mà. Vậy để anh gọi xe em về nha. Mẹ cứ tưởng con tính toán yêu đương thế nào, cuối cùng lại chọn đứa con gái hơn tuổi như vậy. Kìa mẹ, không phải Hoài là cô gái nhanh nhẹn, thông minh và xinh đẹp hay sao? Nhìn qua thì ai biết là cô ấy hơn tuổi con chứ. Bà mẹ chuẩn bị gì không? Con đưa mẹ sang nhà dì luôn ạ. Mẹ nói vậy là để cho nó tự về thôi, chứ mẹ có hẹn với dì ngày hôm nay đâu. Còn con thì đúng là mờ mắt rồi. Thôi mà mẹ, đừng bàn lùi nữa, con quyết định chọn cô ấy làm vợ rồi. Chưa gì mẹ đã thấy không ưa được nó rồi. Anh, hôm trước về mẹ có gì không hài lòng về em không? Có chuyện gì không hài lòng được chứ, mọi chuyện đâu vào đấy cả rồi. Giờ chỉ còn chọn ngày lành tháng tốt nữa thôi. Vậy thì tốt quá rồi, em hỏi cho yên tâm thôi mà. Đúng rồi, đầu tiên là lễ ăn hỏi. Anh hỏi điều này có lẽ hơi tế nhị, nhưng cũng cần phải hỏi để cho nó trọn vẹn. Chuyện gì vậy anh? Chuyện là xin lễ hỏi hôn đàn nhà em có những yêu cầu gì. Em về hỏi ba mẹ xong rồi báo với anh, để anh chuẩn bị cho chu đáo nha. Em tưởng chuyện gì, chứ chuyện này ba mẹ em cũng có nói rồi. Xin lễ hôn sự chỉ là hình thức lễ nghi thôi, gia đình em thật sự không đặt nặng nhẹ về vấn đề này, nên chuẩn bị như thế nào á là tùy tâm ở nhà trai thôi anh. Vậy sao? Ba mẹ em tính thế thì thật tốt quá. Nhưng em yên tâm, anh nhất định không để em phải chịu thiệt thòi đâu. Anh cũng nói nhỏ với em trước là anh đã chuẩn bị tiền đặt lễ là 50 triệu rồi. Và anh cũng đặt chỗ người bạn anh, ba chú heo quay cùng 100 bánh phu thê nữa. Anh đã chuẩn bị hết rồi thì cũng yên tâm được phần lễ ăn hỏi. Em yên tâm, anh không để em phải lo nghĩ quá nhiều về điều gì cả. Cái gì? Con nói đặt lễ hỏi những 50 triệu sao? Con tưởng con có tiền muốn làm gì thì làm hả? Con thấy mẹ đồng ý chuyện hôn nhân nên con tưởng mọi chuyện cứ thế là xong thôi hả? Con không tính sau khi ăn hỏi rồi còn bao nhiêu khoản phải chi, bao nhiêu thứ phải tính nữa hay sao? Kìa mẹ, hôn nhân cả đời của một lần, mình cũng phải làm cho chu đáo chứ. Với lại con gái nhà người ta nuôi nấng bao nhiêu năm, giờ gả đi thì cũng phải... Con nói như vậy khác nào là nhà mình đi mua dâu à? Với số tiền đó mẹ mua được cho con cả mấy cô vợ tốt, chứ không phải một đứa lớn tuổi hơn con đâu. Trời ơi,
Con không có ý đó đâu mà mẹ. Dù sao con cũng đã nói về khoản này với Hoài rồi. Không được, con giải thích với nó như thế nào là việc của con. Mẹ không đồng ý cho đặt số tiền lấy lớn như vậy đâu. Em à, em đã ngủ chưa? Em chưa ngủ, anh có chuyện gì à? Vâng, em đây. Hoài nè, hôm trước anh có nói với em về số tiền lễ hỏi ấy. Chắc giờ phải thay đổi một chút, vì bà ngoại ở quê bị ốm, mẹ anh muốn dành ra một ít để lo cho bà. Bà ngoại bị ốm hả anh? Bà bị sao thế? Hiện tại chưa có gì đáng lo, nhưng mẹ muốn để lại một ít để lo cho bà cho chắc ấy. Thế nên tiền sính lễ anh để là 30 triệu có được không em? Để lo cho bà là đúng rồi anh. Còn em cũng nói rồi, sính lễ là tùy tâm nhà trai, em không có ý kiến gì hết về khoản ấy đâu. Ừ, thế em nha. Cảm ơn em yêu. Em ngủ sớm đi nha. Mấy ngày sau, con nói lại vụ tiền đặt lễ với nó chưa? Con nói rồi, con bảo giảm xuống còn 30 triệu. Hả? Sao vẫn còn những 30 triệu liền? Mẹ ơi, từ 50 triệu giảm xuống còn 30 triệu rồi mà mẹ. Đây cũng là thể diện gia đình nhà mình nữa chứ. Giờ sính lễ còn 30 triệu với ba chú heo quay và 100 bánh phu thê là tạm ổn, chứ giảm nữa thì còn mặt mũi nào nữa à? Sau này nó về nhà mình thì tiền của nó mới là của mình. Còn giờ thì tiền lễ là đưa cho ba mẹ nó, thì không thể đưa số tiền lớn như vậy được. Còn bảo lại nó là tiền lễ đưa 10 triệu thôi, ba chú heo quay và 100 bánh cũng là quá nhiều rồi, còn bao nhiêu khoản khác phải chi nữa đấy. Cô ơi, cho tôi đặt một con heo với 50 bánh phu thê vào ngày 15 này nha. Dạ vâng ạ. Kìa mẹ. Ơ kìa, bà Nhàn ơi. Thế nào, nhà bà chuẩn bị tổ chức cho cháu Nam đấy hả? Cho tôi gửi lời chúc mừng trước nha. Nhớ phải mời tôi đó nghe chưa. Vâng, thì cháu nó cũng đến tuổi rồi, cũng phải để nó lập gia đình riêng thôi. Tôi là tôi vẫn còn lo lắm. Thằng Nam nhà tôi nó vụng dại. Gớm, bà cứ nói thế. Chứ thằng Nam vừa nhanh nhẹn, thông minh, công việc tốt, bà thì phải lo gì cho nó chứ. Đấy là bà không biết ấy chứ. Nó lớn già đầu và thành đạt thật đấy, nhưng còn nông nổi lắm bà ơi. Sến ra một cái là hỏng hết ngay à. Bà xem, chưa gì đã đòi đặt sính lễ hỏi hôn những 50 triệu với cả ba con heo quay lẫn 100 cái bánh phu thê cơ nữa chứ. Ồ, lễ lớn vậy cơ à? Thế thì ông bà càng mát mặt chứ sao nữa. Mát cái gì? Cái thói hoang phí như thế là không được. Tôi phải bắt nó giảm đi đấy. Giờ người ta chỉ đặt lễ 10 triệu là được rồi, heo lẫn bánh cũng phải giảm hết. Con bé kia nhiều tuổi hơn thằng bé, tôi đặt sính lễ thế nào mà chả phải gật đầu. Mấy ngày sau, Hoài à, anh đến rồi, em xuống đi. Nhớ mang đủ giấy tờ nha. Ủa, em nhanh vậy. Nhưng sao còn chưa thay đồ mà mặc thế kia? Về chuyện hôn nhân của chúng ta, em nghĩ là chúng ta nên dừng lại đi. Hả? Dừng lại? Em sao vậy? Hôm nay là ngày chúng ta đi đăng ký mà. Hay em giận anh về chuyện sính lễ hỏi hôn? Chẳng phải em nói là tùy tâm rồi còn gì? Em xem, hôm qua chỗ cửa hàng gần công ty anh giảm giá nhẫn cưới, nên anh cũng đã chọn cả nhẫn cưới nữa rồi đây này. Em biết cả chuyện lý do vì sao mà anh luôn nói về sính lễ hỏi hôn. Em thực sự đã suy nghĩ rất nhiều. Việc tiết kiệm với em không phải là vấn đề, đó là điều tốt. Hơn nữa, em cũng không quá coi trọng đến giá trị của sính lễ. Nhưng việc gửi gắm tương lai vào một người chồng không có sự quyết đoán và một gia đình không tôn trọng em, thì em thật sự phải suy nghĩ lại anh à. Em biết cả rồi hả? Em cũng không nghĩ là mọi chuyện lại ra như thế này. Nhưng lễ hỏi hôn còn chưa diễn ra, và sính lễ dù không yêu cầu gì nhưng cũng bị mang ra cò kè như đi chợ. Em thật sự không thể bắt đầu một cuộc hôn nhân như vậy được. Kìa, Hoài, em... Chiếc yên ngựa ma quái.
Ngày xưa, ở một thị trấn xa xôi, có gia đình quý tộc với cô tiểu thư xinh đẹp, nhưng tính nết hết sức tự phụ, không hề coi trọng những người làm công nghèo khó. Mau đi hái cho tôi vỏ táo đầy, nhớ chọn những quả chín mọng nhất đó. À, dạ thưa cô, thửa vườn này ông chủ giao cho tôi phải xới xong trong sáng nay, mà vườn táo gần nhất cách đây hơn 20 dặm, cả đi cả về. Tôi không quan tâm, anh muốn làm sao thì làm. Nội hôm nay anh không hái táo về thì tôi đây cũng có đầy cớ để cha cho anh nghỉ không công. À, cô chủ, cô làm khó tôi quá à. Thôi cậu đi đi, tính cô chủ oái âm, thường xuyên bày đủ trò, có khi sẽ làm khó cậu thật đấy. Việc ở đây để tôi lo cho. Cảm ơn cậu. Ừ, kia chẳng phải là cô chủ Jenny, còn đám người bịt mặt kia là ai? Trời, hình như là đầy tớ làm công nhà tôi. Không thể để ai làm hỏng chuyện của chúng ta. Tiểu thư, hãy chọn anh ta làm vật thử nghiệm đi. Con sâu ngủ như cậu, sao dạo này cứ ngáp dài ngáp ngắn thế? Gần đây tôi thi thoảng cảm thấy như bị mộng du, hễ nằm lên giường là mệt lả thiếp đi, nhưng dường như cả đêm lại không ngon giấc. Lạ nhỉ, đêm nào tôi tỉnh quay sang cậu cũng thấy cậu ngủ như chết. Thế ngoài cảm giác mộng du thì cậu còn thấy gì lạ không? Có, tôi thấy như thể mình đã phi qua cửa sổ. Hay là đêm nay đóng cửa sổ lại, biết đâu ngủ ngon hơn. Ê, phòng kho thì bí bách, có cái cửa sổ đón chút gió, đóng vào thì chết ngợp hả? Được rồi, cậu chỉ khéo cảm giác, từ nay để tôi ngủ phía cửa sổ xem có chuyện gì kỳ lạ xảy ra không. Đêm sau đó, chàng thanh niên làm công Harry đổi chỗ cho bạn nằm sát cửa sổ. Vốn tính cẩn trọng, anh luôn quan sát động tĩnh xung quanh. Cách của đám pháp sư hiệu quả thật. Dùng bộ ý ngựa này, tên đầy tớ ngày nào cũng như mộng du, tâm trí chẳng còn nhớ đến chuyện gì nữa. Trời ơi, đèn phép nói cảm giác như phi qua cửa sổ. Và giờ này cô chủ đến đây với bộ yên cương ngựa, lẽ nào cô ta đã giao du với đám pháp sư xấu, giở trò phù chú gì? Được, nào ngựa, hãy đứng dậy. Nè tiểu thư cưỡi ngựa tuyệt lắm. Chào mừng cô đến với vũ hội pháp sư đêm nay của chúng tôi. Tuyệt quá, ta thích nhất là bộ yên ngựa của các vị. Trời ơi, hóa ra tất cả là do bộ yên ngựa đó. Những đêm trước đã biến David thành ngựa, còn đêm nay là mình. Bộ yên ngựa quý báu thế, chúng tôi đã dành tặng cho tiểu thư. Còn châu báu thì... Đây, ta đã hứa thì sao quên mang theo chứ. Các người làm ta vui thì bao nhiêu cũng có. Sau đêm vũ hội của cô chủ, Harry được trả về phòng kho như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Tất nhiên là sau khi được lột ngay bộ yên cương ma quái trên người. Trước hết, phải lấy bằng được cái yên ngựa ấy. Cô ta sẽ phải cất nó đâu đó trong chuồng ngựa như lời lão pháp sư béo đó dặn. Bây giờ thì đến lượt cậu nha. Đúng là cửa sổ phòng kho chúng ta ngủ có vấn đề rồi. Có thể lắm chứ. Nên tôi đây hy sinh vì giấc ngủ của cậu. Hôm nay giao cho tôi việc ở chuồng ngựa, cậu đi chăn cừu đi. Hay. Bình thường cậu luôn đổi việc dọn chuồng ngựa cho tôi, vì sợ mùi của bọn chúng lắm kia mà. Hôm nay thì khác. Thôi tôi vào dọn đây.
Louis, cả ngày nay đã lật tung cả chuồng ngựa lên rồi, suốt cuộc cô ta giấu nó ở đâu chứ? Trời tối rồi, để cô ta đến đây trước khi mình thấy thì hỏng hết chuyện. Trời ơi, may quá, thì ra ở tận góc ngách này, để xem nó có thực sự là chiếc yên ngựa ma quái không. Ngựa, hãy đứng dậy. Nào tiểu thư, đã đến lúc ra ngoài rồi. Là tên đầy tớ ngủ say như chết ở nhà cô mình chọn để làm ngựa. Tại sao hắn có được bộ yên cương và cả lời phù chú chứ? Lẽ nào chuyện bị lộ rồi? Trời ơi, sao mình không thể tự tin nói được? Trai, ê, bất mình thật. Giờ nay mà sao ả vẫn còn chưa đến? Hôm nay đã tròn 30 ngày ả dùng bộ yên cương với câu phù chú biến ngựa thành người. Chỉ cần ả sử dụng bộ cương hôm nay nữa thôi thì ả sẽ biến thành nô lệ của chúng ta mãi mãi. Mày đã dăng ra rồi, lẽ nào soi hỏng ổng không sao? Đúng là may cho cô thật. Nhưng giờ thì chúng ta cùng đến nhà thợ rèn đá nào. Với lại hãy nhìn kỹ mặt tôi đây, tôi không phải là con sâu ngủ David đâu. Bác ráng đóng thật chắc giúp cháu nha. Nể cậu lắm, đêm hôm tôi mới dạy làm thế này đấy. Cậu tính đi đâu mà phải đóng phó ngựa cẩn thận thế? Mà con ngựa của cậu dữ quá, chả chịu nghe lời gì hết à? Dạ bác ráng giúp cháu, cháu có việc phải đi gấp ạ. Hắn định làm gì mình đây? Để xem ta trở lại thành người sẽ dạy cho tôi một bài học. Tên này tớ kia, cậu to gan lắm. Tôi nghĩ là cô chủ nợ tôi một lời cảm ơn đấy. Tôi không định làm to chuyện, nhưng cô hét lớn như vậy là tự gọi mọi người dậy đó nha. Cậu định làm gì? Tôi định tình nguyện làm ngựa để đưa cô chủ đến gặp đám pháp sư, để cô khỏi lỡ cái hẹn làm nô lệ mãi mãi cho chúng. Hoặc là tôi sẽ nói cho ông chủ và những người khác biết cô đã giao du với đám người xấu và suýt bị chúng dắt mũi. Cậu dám? Mau đốt ngay bộ yên cương ngựa ma quái ấy đi và tháo cái bộ móng này ra. Trừ khi cô hứa với tôi rằng từ nay hãy làm một cô chủ tốt, biết coi trọng người khác đi. Cậu dám ra lệnh cho tôi? Được rồi, ta hứa. Mau tháo những cái móng quái quỷ này ra đi. Có thế chứ. Xin cảm ơn cô chủ trước nha. Nói gì thì nói, may mà cậu ta không để bụng mình đã cư xử tệ mà nộp mạng mình cho đám pháp sư kia. Suýt thì mình đã mắc bẫy đám phù thủy ấy. Mình đúng là tệ thật. Kể từ đó, cô tiểu thư tự phụ ngày nào thay đổi hẳn. Cô trở nên hiểu chuyện và cảm thông với những người nghèo khó, không bao giờ giao du với những kẻ xấu nữa. Đám pháp sư phù thủy chẳng thể ngờ được chiếc yên ngựa ma quái hòng thu phục nô lệ của chúng lại phản tác dụng biến xấu thành tốt như vậy. Bữa trưa bên vỉa hè. Sang bên quán trà sữa thôi. Hôm nay mình cũng xin phép ba rồi. Ba nói sẽ đón mình ở đó. Ủa, hôm nay ở đây đèn sang đường bị hỏng rồi. Làm sao mình sang đường được đây? Hai cháu sang đường à? Đi sau bác, để bác xin đường cho. Dạ vâng ạ. Tránh xa người đó ra. Nhìn ông ta lôi thôi thế kia thì có vẻ không phải là người tốt đâu. Nhưng mà bác ấy giúp chúng ta sang đường mà. Bây giờ nhiều kẻ gian lắm, họ chỉ giả vờ tốt thôi, tuyệt đối không tin được đâu.
nhất là những người trông lết thết, bẩn thỉu như thế kia. Cậu đừng tỏ ra thân thiện quá, kệ ông ta đi. Đi chậm lại một tí, đợi ông ấy đi xa hẳn đã. Bác kia làm rơi đồ mà không biết kìa. Ơ kìa, tên đã nói rồi mà, kệ ông ta đi, đừng có dây dưa vào. Nhưng hồi nãy bác ấy giúp chúng ta sang đường mà. Mà chắc gì bác ấy đã là người xấu đâu. Cậu ngốc thật á. Ủa, chai nước của mình để rơi mất rồi. Nếu như bảo bác ấy sớm thì tốt. Có chuyện gì thế ba? Giờ vẫn còn sớm, ba con mình đứng đây một chút rồi hãy về. Ủa, sao không về luôn mà lại đứng ở đây thế này hả ba? Chẳng phải xe của bà đổ ngay ghe rồi còn gì? Là bác ấy, sao bác ấy lại đứng ăn cơm ở xe của nhà mình thế kia? Ba ơi, có người đứng ăn cơm ở xe nhà mình kìa. Sao ba không sang bảo bác ấy đi chỗ khác mà lại còn đứng ở đây đợi làm gì vậy ạ? Con gái, ba con mình đứng lại đây đợi thêm chừng 15 phút đi. Ba muốn để người đàn ông ấy ăn xong bữa cơm của mình, xong rồi ba con mình sang cũng được. Tại sao lại thế ạ? Ba không thấy đó là người ăn mặc lộn thượm, xấu xí. Nhỡ người đó làm bẩn hoặc hỏng xe của nhà mình thì sao hả ba? Con à, chúng ta không nên vội vàng đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài như thế được. Và việc ba muốn chúng ta đợi thêm 15 phút để người đàn ông kia ăn xong bữa cơm là bởi ba lý do. Ba lý do? Lý do thứ nhất là lòng tốt. Lý do thứ hai là lòng tốt. Và lý do thứ ba cũng là lòng tốt. Cả ba lý do đều giống nhau hả ba? Con gái à, đó là vì ba muốn con nhớ một điều rằng lòng tốt không bao giờ là đủ. Và chúng ta không lựa chọn ai xứng đáng để giành lòng tốt ấy. Không phải ai trong chúng ta đều có thể làm được những điều to lớn vĩ đại. Và nhiều khi không phải khi giúp ai đó cũng phải là giúp những điều lớn lao. Điều chúng ta cần là làm những điều nhỏ nhặt nhưng với tấm lòng chân thành nhất. Và lúc này đây, điều nhỏ nhặt ấy chỉ đơn giản là để cho người đàn ông kia ăn bữa trưa của mình một cách ngon miệng nhất. Ba thật là tốt. Nhưng mà Hương bảo giờ có nhiều kẻ gian lắm. Ba ơi, bác ấy ăn xong đã lâu và cũng đã dọn dẹp sạch sẽ rồi. Mà sao vẫn còn đứng đó làm gì hả ba? Hay là bác ấy có ý định xấu ạ? Ba cũng không rõ nữa. Thôi, chúng ta lại xem sao nha. Dạ vâng ạ. Bác ơi, bác làm gì cạnh xe nhà cháu thế? Anh chính là chủ nhân chiếc xe này hả? Lần sau đóng cửa xe nhớ kiểm tra cẩn thận nha. Đồ đạc anh vẫn để cả đây mà bỏ đi như vậy, kẻ gian thấy thì sẽ chẳng còn đâu. Hóa ra là vậy. Anh đứng trong giúp tôi nãy giờ sao? Thật cảm ơn anh quá. Không có gì. Thôi, tôi có việc đi trước đây. Chào hai ba con nha. Ba nói đúng. Không thể nhìn bề ngoài mà đánh giá người khác được. Bác ơi, lúc nãy cháu thấy bác đánh rơi chai nước nên ăn cơm xong bác chưa có nước uống phải không ạ? À? Bác uống ly nước này đi. Cảm ơn cháu gái. Ba ơi, lúc tan học bác ấy cũng chính là người giúp con với bạn Hương sang đường. Thế nhưng bạn Hương cho rằng bác ấy ăn mặc lôi thôi như vậy thì chắc chắn là người xấu, nên chúng con không dám lại gần. Ngày mai con sẽ kể cho Hương nghe câu chuyện này ba ơi. Các con đề phòng người lạ là đúng. Tuy nhiên, một lời cảm ơn khi người khác giúp mình thì cũng rất cần. Và khi giúp đỡ ai thì đừng nhìn vẻ bề ngoài để đánh giá nhân cách một con người con nha. Dạ vâng ạ, mình về thôi ba. Sau khi kết hôn. Lâu lắm rồi mình mới thấy vui như thế này. Ngày đi làm,
tối về lại sắp mặt với việc nhà. Mình thấy mệt mỏi quá. Mấy lần các cậu gọi cà phê á, mình thật sự không có sức đâu mà đi. Cậu hay thật đó. Thời nào rồi, lấy chồng là để có người gồng gánh tài chính, san sẻ việc nhà cùng với mình. Chứ vất vả như cậu thì lấy làm gì? Đúng rồi đó, cậu nhìn cậu lại đi. Ngày xưa cũng là hot girl chứ kém ai. Vừa xinh đẹp lại sành điệu, lúc nào cũng có bao anh vây quanh tán tỉnh săn đón. Sau khi kết hôn, anh Thành suốt ngày tích mích với công việc, vắng chồng với cũng bận rộn suốt ngày, nên mình cũng chẳng thiết tha làm đẹp hay ra ngoài gặp gỡ bạn bè gì nữa. Đấy, ngày xưa cứ khen ông ấy quan tâm, chu đáo các kiểu, rồi bỏ bao nhiêu mối khác giàu có, ngon nghẻ hơn. Giờ thì nhìn lại xem có xứng đáng hay không. Anh ơi, anh sắp về chưa? Đợt này em không cần nấu cơm tối cho anh đâu. Anh ăn ngoài luôn cho nhanh. Chắc hôm nay anh vẫn về muộn nha. Công việc, công việc, công việc. Lúc nào cũng công việc. Sao anh không lấy luôn công việc làm vợ đi? Anh suốt ngày đi sớm, về muộn. Sống chung một nhà mà thời gian chúng ta gặp nhau còn ít hơn cả hồi mới yêu nữa. Liên ơi, vợ ơi. Anh uống rượu hả? Em tưởng anh bảo tăng ca, hóa ra anh nhậu nhẹt say xỉn đến tận giờ này mới về. Bọn anh đang tăng ca thì nhận được tin dự án được thông qua. Mừng quá, cả đám đi nhậu ăn mừng luôn. Cuối cùng thì công sức của bọn anh thời gian qua cũng được đền đáp. Công sức của anh thì được đền đáp, còn em, từ khi lấy anh, cuộc sống em hoàn toàn thay đổi. Suốt ngày bận rộn, rù rú ở nhà vung vén cho gia đình. Em còn không có cả thời gian nhìn cho mình, không tụ tập gặp gỡ bạn bè. Nhưng đổi lại em nhận được cái gì chứ? Anh đi sớm về muộn, lúc nào cũng để em cô đơn một mình, không còn quan tâm, lãng mạn như xưa nữa. Em thật sự không biết mình lấy chồng để làm gì, để phải khổ thế này. Anh đi đi, kẻo muộn làm bây giờ, em tự làm được. Em vẫn còn giận chuyện tối qua hả? Cho anh xin lỗi đi mà. Đừng giận anh nữa nha. Mà chiều tối nay lớp đại học của bọn mình họp mặt đấy. Tan làm rồi mình qua luôn cho kịp nha. Chết rồi, sao em lại quên được nhỉ? Có gì đâu mà em cuốn lên thế. Hay là sắp gặp lại mấy vị tinh ngày xưa nên hồi hộp. Anh cứ suy diễn lung tung à. Thôi anh đi đi, không muộn bây giờ. Nếu biết tối nay đi họp lớp thì mình đi mua cái váy thật đẹp rồi. Giờ ở nhà chẳng còn cái nào vừa với thân hình của mình bây giờ. Nào, cạn ly nào. Liên, hôm nay em phải để Thanh uống tới bến với bọn mình nha. Lâu lắm rồi không gặp nhau. Oan cho mình quá. Anh ấy uống hay không là quyền của anh ấy. Mình có cấm cản được gì đâu. Mình uống sai rồi. Về lại khổ vợ, đêm hôm phải chăm sóc. Thôi thôi thôi, uống vui là được rồi. Ui giời ơi, nhức em rồi Liên nha. Anh nhớ là em thích ăn hải sản nhất đúng không? Hải sản ở đây rất ngon, em ăn đi. Lâu thế mà anh còn nhớ. Anh chu đáo quá, em cảm ơn anh. Mà hải sản còn có tác dụng làm đẹp hay sao ấy? Anh thấy em càng ngày càng xinh đẹp đấy nha. Tức thật, trước kia Thịnh săn đón mình ân cần chu đáo là thế, giờ đến một lời hỏi thăm cũng không có. Đúng là lấy chồng rồi thì trong mắt đàn ông mình chẳng còn chút hấp dẫn nào nữa. Em ăn đi, hải sản ở đây tươi ngon lắm. Em không ăn đâu, hải sản cái gì chứ. Thôi em đi vệ sinh chút đã. Tôi thấy cậu cũng lạ nhỉ, vẫn chăm chút cho Liên từng chút một. Hồi chưa cưới thì không nói làm gì, đã kết hôn rồi sao còn phải mệt mỏi như vậy chứ.
Lấy vợ là để vợ lo, chứ ai như cậu đâu. Lâu lâu mình mới gặp thì nhậu tí cho vui, nếu có sai xỉn là chuyện bình thường. Cậu còn phải lo liên nó vất vả đến chịu cậu. Lấy vợ mà khổ như cậu thì mình thà ở một mình còn hơn. Phải rồi, cuộc sống sau hôn nhân khác quá mà. Các cậu nhầm rồi. Trước khi kết hôn với mình, có rất nhiều chàng trai muốn theo đuổi Liên. Có rất nhiều chàng trai đối xử tốt với cô ấy. Lúc ấy, mình chỉ có thể đối xử thật tốt với Liên thì mới có thể chinh phục được cô ấy. Ừ, thì đúng là thế. Nhưng sau khi kết hôn... Sau khi kết hôn, cuộc sống của Liên phải thay đổi rất nhiều. Cô ấy không có nhiều thời gian cho bản thân hay cho bạn bè như trước nữa. Những chàng trai xung quanh cô ấy cũng không còn đối xử tốt với cô ấy như trước. Nên mình chỉ có thể đối xử cô ấy tốt hơn cả trước đây, để bù đắp cho cô ấy, để Liên không còn cảm thấy cô đơn, lạc lõng. Có như vậy mới xứng đáng với những điều cô ấy đã hy sinh vì mình chứ. Thế cậu không nghĩ đến chuyện đàn ông chúng ta sau khi kết hôn phải trở thành trụ cột, phải gồng gánh mọi chuyện lớn nhỏ trong gia đình mệt mỏi thế nào sao? Đúng rồi đấy, mấy ngày trước cậu còn tâm sự với mình chuyện công ty cậu sắp phá sản và chỉ trông chờ vào dự án do nhóm cậu đảm nhận. Giờ thế nào rồi? Ôi trời, cái dự án khốn khổ ấy vừa được đầu tư rồi. Bình mừng rơi cả nước mắt đấy. Bỏ công cả tháng trời, ăn hàng, ngủ công ty, mệt mỏi kinh khủng. Mình đã trách nhầm anh ấy rồi. Có lẽ sau khi kết hôn, cuộc sống của cả mình và anh ấy đều phải thay đổi như một lẽ tất yếu. Nhưng thay vì oán trách, lẽ ra mình nên chấp nhận, bao dung và thấu hiểu hơn. Bởi vì sau khi kết hôn, thay vì những thứ phù phiếm kia, mình đã nhận được một món quà vô cùng quý giá. Một người chồng luôn coi mình là báu vật, một bờ vai vững chắc để mình dựa vào. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.